Cho em hỏi là bộ bài của em hoàn toàn bình thường. Rồi chưa? Chắc là trên mạng hay là trên TV nó hướng dẫn rất là nhiều rồi. Nhiều lắm rồi. Nhiều mức mà chắc là người ta chẳng muốn xem nữa. Rồi bây giờ anh chọn cho em bất kỳ một lá bài trong bộ bài hoàn toàn bình thường như này. Được chưa? Ok. Thích lá nào được mà. Ok, chưa? Rồi bây giờ anh xem, cho mẹ quay xem luôn. Rồi ok, cho em hỏi nhé. Cây của bài của anh là cây màu gì? Màu đen. Màu đen. Thế thì cho em hỏi là, tức là từ nãy anh xem bộ bài của em là hoàn toàn bình thường đúng không? Ừ. Màu đen đúng không? Ừ. Anh rất là may mắn. Điều đặc biệt đây là gì? Cây màu đen của anh nhé. Có một mình cây mà là cây quả màu, cây của anh là cây màu đen. Được chưa? Ok. Anh nhìn cây, anh vừa nhìn thấy toàn bộ bài màu đỏ đúng không? Rồi. Em tạo bài màu đen. Này, kiểm tra xem này, kiểm tra xem này, nó có bình thường hay không? Rồi, bình thường. Được chưa? Ừ. Có bình thường không? Rồi, thế bây giờ nhá, em sẽ làm tặng cho anh một trò thuật nữa. Bình thường thì anh có bao giờ anh ước không? Ước cái gì? Chắc là ước những cái ước mơ của mình ấy. Ước thì ai chả có. Không ai đánh thuế giấc mơ lên. Lúc nào cũng có những cái ước mơ đúng không? Bây giờ nhé. Đi thế này đi. Bây giờ nhá, anh bốc cho em lấy một lá bài. Cho em mượn bộ này đi, bộ này ít quá. Đây, anh chọn cho em một lá bài. Nhưng mà bây giờ em sẽ ước. Tức là gì? Anh vào phần tin nhắn đi cho em mượn một tí. Em ghi một cái điều ước của em ở đây. Hay vào phần ghi chú cũng được. Ghi đi. Rồi, bây giờ em sẽ ghi một điều ước của em ở đây. Không xem. Đây ghi gì đâu ạ? Đây rồi, ok. Đấy nha. Em sẽ ghi một cái điều ước ở đây. Rồi, ok được rồi. Bây giờ anh cầm cho em, anh không được xem, anh úp xuống, nha. Được chưa? Bây giờ trong bộ bài của em này có tất cả là cứ coi như 52 là em cầm cho anh này. Cầm cho anh này. Cho nó tránh nó bị nhầm. Ok. Bây giờ em đã ước một điều ước ở trong này. Bây giờ một cái điều ước là sẽ như thế nào? Bây giờ em nhờ anh chọn cho em một lá bài bất kỳ một bộ này. Bất kỳ lá nào được. Không được xem nhá. Rồi, ok. Bây giờ nhá. Anh xem đi. Được chưa? Rồi, bây giờ này, cho em mượn. Bây giờ nhé, em nói này, anh nhớ cây của anh chưa? Rồi. Bây giờ em nói lại, em trả cây của anh cái, nó biến nó cây khác, nào tin không? Không. Chắc chắn là trả ai tin cả, trả nên làm sao mà biến. Rõ ràng vẫn cây của anh đúng không? Cây của anh là cây di cơ đúng không? Bây giờ này, anh đưa em bàn tay này. Anh giữ nó tay kia lên. Tay kia lên, giữ chắc cây gì của anh. Bây giờ nhá. Rồi, ok, anh mở cái bài này. Đứng lên cây bài cơ. Rồi, thế có anh mở cái này lên xem là cái này ở đâu đây, câu lạc bộ. Vâng. Rồi anh xem có đúng cây bài cơ không. Vâng, cho em một tràng vỗ tay nhỏ nhỏ thôi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi, chúc anh đi chơi hôm nay vui vẻ. Quả nhỏ nhỏ mới tặng các anh thôi. Đây này, chụp hộ hai anh. Vâng, đây, vâng, ok, ok. Sao anh không để màn hình sáng lên? Anh để chế độ phản sáng á, ngược ánh sáng á. Nhìn nét thật. Nếu để cái hiệu quả. Vâng. Chắc là anh học ở bên giao tiếp ạ. Anh báo chí. Báo chí, vâng.